Nam Cường xin chào quý vị đang đến với chương trình Ba Con Ơi Cảnh Giác. Và hôm nay Cường rất vui khi là người đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này. Mỗi ngày trôi qua có rất nhiều những tình huống bi hài khó đoán xảy ra trong đời sống hàng ngày, cũng như trong quá trình chúng ta tham gia giao thông. Và cũng giống như tên gọi của chương trình thì những tình huống sẽ được truyền tải với một góc độ rất nhẹ nhàng và hài hước, nhưng mang trong mình thông điệp cảnh giác là không bao giờ thừa. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tình huống đầu tiên. Trên các tuyến đường cao tốc hiện nay thì còn rất nhiều vấn đề đe dọa sự an toàn của những người tham gia giao thông, mà nguyên nhân cũng chính từ những hành động không chấp hành luật an toàn giao thông do những người cùng tham gia giao thông gây ra. Điển hình như là tình huống sau đây: ô tô chạy trên đường cao tốc mà lại lạng lách vô cùng nguy hiểm. Tình huống từ camera hành trình một tài xế lưu thông trên cao tốc ghi lại, theo đó các xe đang tuân thủ quy định, bất ngờ từ phía sau, một ô tô khác vượt lên rất nhanh, không chỉ chạy quá tốc độ, lái xe này còn đánh võng lạng lách giữa xe có camera hành trình và xe bên cạnh dù khoảng cách hai xe khá nhỏ. Hành động này khiến nhiều người bức xúc, bởi việc đi quá tốc độ không giữ khoảng cách an toàn rất dễ xảy ra tai nạn liên hoàn. Khi đi trên đường cao tốc, quốc lộ, các lái xe cần phải tập trung quan sát nè, tuân thủ tốc độ được quy định trên biển báo, giữ khoảng cách an toàn. Chủ clip này có chia sẻ thêm là do đoạn đường đang trong cái giai đoạn mà sửa chữa, nâng cấp, tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h, nhưng tài xế ô tô quá ẩu, lái xe lạng lách còn vượt quá tốc độ cho phép nữa. Tùy theo mức độ vi phạm, tuy nhiên hành vi này có thể bị phạt lên đến 12 triệu đồng và rút giấy phép lái xe có thời hạn. Quý vị ơi, hầu hết các vụ trộm đột nhập thường xảy ra vào lúc ban đêm và rạng sáng. Đối tượng thì sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, hành động cực kỳ chuyên nghiệp. Sử dụng quần áo, mũ, này, đeo khẩu trang, này, găng tay này, và giày thể thao để tránh việc nhận dạng nữa. Thường á, thì di chuyển trên các tuyến đường để theo dõi và phát hiện nhà dân không có người ở nhà, không khóa cửa cẩn thận hoặc là ngủ say, ngay lập tức lén vào nhà dân để trộm. Bọn trộm hả, cả gan đến nỗi không cần biết có chủ ở nhà hay không luôn á. Ôi ôi, tương tự như những tình huống sau đây, quý vị xem để mình cảnh giác hơn nha. Vụ việc sau xảy ra tại khu vực thành phố Dĩ An, Bình Dương. Theo camera an ninh ghi lại, lúc này người dân đang ngủ say, có một đối tượng nam đã đi tới trước cổng nhà. Tên này sau đó dễ dàng mở khóa cổng rồi đi vào trong sân, dắt chiếc xe tay ga Vision ra ngoài rồi tẩu thoát. Bất chấp có người ngủ bên trong ngôi nhà, kẻ gian đã lẻn vào thực hiện hành vi trộm cắp. Diễn biến sâu xảy ra tại khu vực Bến Cát, Bình Dương. Theo đó, vào thời điểm rạng sáng, một đối tượng nam đã đột nhập vào bên trong ngôi nhà. Lúc này có người đang nằm ngủ, tên này dễ dàng quan sát động tĩnh, sau đó trộm hai chiếc điện thoại, lấy ví tiền của chủ nhà rồi tẩu thoát. Còn tình huống sau đây, do chủ nhà chủ quan quên khóa cửa ban công trên lầu nên kẻ trộm đã treo vào. Theo phản ánh nhà dân ở chân thành Bình Phước cho thấy, khi gia đình đang ngủ có hai đối tượng nam đã treo vào nhà từ ban công. Sau khi vào bên trong, tên trộm đã đi khắp nơi trong nhà để kiếm tài sản. Gia chủ cho biết may mắn sau đó gia đình không bị mất gì. Những tình huống vừa rồi cho thấy tên trộm đã quá liều lĩnh. Đây cũng là lời cảnh báo cho người dân. Ban đêm á, chúng ta cần phải dắt cái xe vào trong nhà, hạn chế để bên ngoài sân đi, đừng cho người ta dòm ngó là người ta không có lấy, đúng không? Cửa nẻo thì mình khóa thiệt là cẩn thận đi, nhất là vào ban đêm, trời ơi, nhiều lớp khóa vô. Hướng đột nhập của những tên trộm thường là gì? Cổng chính, cổng sau, ở ban công hoặc thậm chí là cửa sổ luôn. Đó, vì vậy trước khi ngủ, mình đi vòng đi, mình rảo quanh nhà kiểm tra kỹ rồi mới an tâm ngủ. Đạo chích không chỉ đột nhập vào nhà dân vào thời điểm ban đêm hay lúc rạng sáng như những tình huống vừa rồi nữa, mà vào lúc ban ngày ban mặt. Kẻ gian cũng dám liều mạng làm những hành vi mà không coi được. Đó, và ngay sau đây là những đoạn clip mà khổ chủ đã phát hiện ra trộm như lực bất tòng tâm. Theo camera an ninh nhà dân ở Đông Sa Bình Phước ghi lại cho thấy, vào lúc 12 giờ 15 phút,
Trong lúc chủ nhà đang lo nấu ăn phía sau, xe lại quên rút chìa khóa. Ngay sau đó, hai đối tượng nam chạy xe tới phát hiện một tên đi thẳng vào trong dắt xe Future mang biển số 93P25-58113 ra ngoài rồi cả hai chạy đi. Khi chủ nhà phát hiện chạy ra nhưng không thể làm gì được. Còn vụ việc sau xảy ra tại khu vực thành phố Thuận An, Bình Dương, theo camera an ninh ghi lại cho thấy, một đối tượng nam đi vào hẻm vắng người, kẻ này nhìn ngó nghiêng tiếp cận xe Sirius quay đầu, nổ máy xe rồi leo xe chạy ra ngoài. Mặc dù phát hiện cố chạy theo nhưng người phụ nữ không kịp ngăn cản mà còn bị té ngã. Ai, thương cho khổ chủ, mặc dù là phát hiện trộm lấy xe rồi nhưng mà mọi thứ là muộn quá rồi, thời gian đã trôi qua rồi. Tài sản á, một khi đã rơi vào tay ăn trộm khó lắm, khó lấy lại vô cùng luôn. Thôi thì mình cứ cẩn trọng đi là hơn ha, luôn trong tâm thế là phòng hờ kẻ gian để tránh rơi vào hoàn cảnh như những khổ chủ trong tình huống vừa rồi nhé. Tình huống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bà Con Người Cảnh Giác ngày hôm nay. Nam Cường mong rằng từ những video của chương trình sẽ giúp cho mọi người chủ động phòng ngừa và cảnh giác hơn trong đời sống hàng ngày. Để không bỏ lỡ các tập phát sóng của chương trình Bà Con Người Cảnh Giác, quý vị có thể xem lại chương trình qua kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ thì Nam Cường xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.